Thân mến chào mừng các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại kênh Mr. Long Learn Let's Learn. Chúng ta đến với bài tập số 3 của phần Getting Started của bài 2 tiếng Anh lập chính sách giáo khoa mới của chúng ta đó. Thì bài 2 là người ta đề nghị mình là làm việc theo từng cặp để giải các câu đố. Đó, giải các câu đố, do the quiz là giải các câu đố. Rồi, đây, city quiz là câu đố về các thành phố. Câu thứ nhất này các bạn, which city is the oldest? Cái thành phố nào là thành phố cổ nhất trong ba thành phố này? Hà Nội, Huế và Cần Thơ. Cái đáp án nào bạn? Chắc chắn Hà Nội rồi, đúng không? Hà Nội là rất là lâu đời rồi. Ok, câu số 2. Which city is the old senior? À, thì cái câu số 2 này đó các bạn, là thành phố nào nằm ở Châu Đại Dương các bạn? Châu Đại Dương là thành phố nào các bạn? Câu số 2 này là thành phố Canberra. Đây, thành phố này, thành phố Canberra là thành phố nằm ở Châu Đại Dương. Đó. Cái thành phố này á các bạn, cái thành phố Baghdad này á là thành phố của nước Iraq. Đó, Iraq. Đó. Trong khi Amsterdam, chúng ta hay gọi là Amsterdam á, nó là thủ đô của nước Hà Lan. Đó. Và nó là ở châu Âu, trong khi Canberra là thủ đô của nước Úc. Canberra là thủ đô của nước Úc, nó nằm ở Châu Đại Dương. Đó các bạn nha. Nhớ để ý nha. Các bạn để ý nha, Canberra chứ không phải là Sydney nha. Nhiều bạn cứ nghĩ Sydney là thủ đô nước Úc nhưng không phải. Sydney nó chỉ là một thành phố của nước Úc thôi, chứ không phải là thủ đô của nước Úc. Đó, nó khác nha. Nhiều bạn không để ý. Bây giờ thì qua cái này thì các bạn nhớ luôn. Cái câu số 3 này các bạn. Cái thành phố nào được biết tốt nhất ở Bắc Mỹ? Các bạn. Which is the best known city in North America? Chicago, Vancouver, New York. Vancouver là thành phố được biết nổi tiếng nhất ở Bắc Mỹ. Đó. À, xin lỗi bạn. Xin lỗi. New York. Thời ai mà chọn Vancouver này? Chỉ có này là thế giới biết nhiều nhất là chắc chắn rồi đúng không? Thầy xin lỗi nha. Rồi, câu số 4. Which city is in Africa? Thành phố nào là ở châu Phi? Là Luanda, Athens, Buenos Aires. Đây là ở châu Mỹ nè. Cái này châu Âu nè. Rồi, câu số 4 này. Đây, thành phố này là thành phố của thầy chỉ biết là châu Phi chứ thầy không nhớ nước nào. Cái này châu Âu rồi. Ở cái này là Hy Lạp này. Cái này ở Argentina này, Argentina này. Còn cái này ở châu Phi. Thầy chỉ biết cái này thôi chứ không biết cụ thể ở nước nào. Kiến thức địa lý thầy nhiều lúc cũng không có được giỏi lắm. Rồi, câu 5. Câu 4 rồi, câu 5 này. Thành phố nào có cái này giống như là danh hiệu di sản thế giới đó các bạn. Danh hiệu di sản thế giới đó. Bắc Giang, Vinh, Hội An chắc chắn rồi. Hội An không còn gì phải lăng tăng đó, không có gì phải suy nghĩ nhiều. Hội An là được là người ta đánh giá là di sản văn hóa thế giới đó. Rồi, câu cuối cùng. Câu cuối cùng là câu số 6 này. Thành phố nào là thành phố thủ đô? Which is the capital city? Rio, Moscow, Osaka. Thành phố nào bạn? Moscow, đúng không? Moscow. Đó, là thủ đô nước Nga đó các bạn. Rồi, như vậy là ba bài tập của cái phần Getting Started của cái bài 2 này chúng ta cũng đã làm xong. Và hy vọng các bạn thấy các video này các bạn thích và tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta đến với các bài tập tiếp theo, các phần tiếp theo trong cái bài 2 này các bạn nha. Rồi, chào các bạn.